Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Cùng Bạn Đọc Sách mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ sách Vượt Qua Những Giới Hạn của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Chất lượng của nhà chính trị. Trả lời phóng viên VTV1 ngày 24 tháng 12 năm 2011. Hỏi: Thưa ông, vấn đề giao thông năm 2011 rất nóng hổi. Sự xuất hiện của một vị bộ trưởng mới và những phát ngôn rất ấn tượng của ông ta được phản ánh trên mặt báo và những chính sách được đưa ra để lấy ý kiến gây tranh cãi rất nhiều. Điều này dẫn ông Đinh La Thăng đến chỗ được một vài tờ báo bầu chọn là nhân vật của năm. Nhưng nhìn lại thì thấy rằng các con số thống kê không cho thấy một sự chuyển biến gì rõ nét. Số lượng các vụ tai nạn giao thông vẫn như vậy. Tình trạng ùn tắc cũng không được cải thiện. Tựu chung lại, các con số thống kê không lừa dối và chúng ta thấy thực sự giao thông cũng chưa có gì chuyển biến rõ nét. Một cách khái quát hơn thì có vẻ như xuất hiện hiện tượng một số vị bộ trưởng mới với những lời nói mạnh bạo, với những cách làm tương đối mới và một số người đã bắt đầu gọi đó là một thế hệ bộ trưởng mới của Việt Nam, thế hệ chính trị gia mới của Việt Nam, dám nói, dám làm, dám đương đầu. Ông đánh giá hiện tượng đó như thế nào trong mối tương quan phát triển với xã hội của Việt Nam, với bầu không khí chính trị, với cách làm việc của Việt Nam như hiện nay? Trả lời: Tôi nghĩ rằng chúng ta có một tình trạng phản ánh tất cả tính chậm của các động thái hoạt động của hầu hết các quan chức hàm bộ trưởng. Cho nên, việc xuất hiện một cách nhanh nhẹn hơn, một cách bộc trực hơn bằng những lời nói có màu sắc quyết đoán hơn của Bộ trưởng Đinh La Thăng gây cho xã hội một ấn tượng. Ấn tượng ấy có phải do anh Đinh La Thăng gây ra hay không? Hay ấn tượng ấy chính là độ tương phản với cả quá trình trước đây của nhiều thế hệ hay nhiều bộ trưởng khác? Có lẽ để đánh giá câu chuyện này, chúng ta phải tách Bộ trưởng Đinh La Thăng ra. Bởi rất nhiều bộ trưởng có thể cũng nói những điều gì đó và làm một số việc nào đó ở một chỗ âm thầm nào đó. Việc xuất hiện những lời nói cũng như một vài việc làm được báo chí quảng bá một cách tương đối rộng rãi là kết quả của báo chí, chứ không đơn thuần là kết quả của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Vậy nếu chúng ta nói rằng có một sự khác biệt nào đấy, thì chúng ta phải xem sự khác biệt ấy là do thái độ của truyền thông hay do sự đặc biệt của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Tôi không nghĩ rằng tất cả các bộ trưởng của chúng ta không nói và không làm. Có thể các bộ trưởng khác cũng nói và cũng làm, nhưng họ không tạo ra được hay không gây được sự chú ý của truyền thông. Cho nên vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải xem xét hiện tượng này theo hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là hậu quả của truyền thông và khía cạnh thứ hai có thể là đặc điểm chính trị của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Chúng ta có thể đưa ra các giả định. Giả định thứ nhất, đấy là tính cách của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Tôi nghĩ rằng sự nhanh nhẹn, sự thẳng thắn, sự bộc trực là một trong những phẩm chất cần thiết trong một thời đại mà người ta đòi hỏi các nhà chính trị phải minh bạch hành động của mình, phải có quan điểm riêng của mình, có phong cách riêng của mình. Đấy là đòi hỏi có tính chất con người đối với một nhà chính trị. Kể cả đấy là do truyền thông hay do đặc tính cá nhân của Bộ trưởng Đinh La Thăng, thì những biểu hiện ấy xét về quan điểm con người mà nói đều đáng quý. Tôi không mất đi, hay nói một cách khác là tôi có thêm một chút cảm tình đối với các bộ trưởng có tính cách bộc trực. Trong lịch sử của nhà nước ta, trong lịch sử của đảng ta, anh Đinh La Thăng không phải là trường hợp đầu tiên. Tôi là lính của nhiều vị bộ trưởng có tính cách như vậy. Bộ trưởng Đinh Đức Thiện chẳng hạn, tôi là lính của ông ấy từ trong rừng. Tôi thấy ông ấy cũng có những đặc điểm như vậy. Hay Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ chẳng hạn, ông ấy cũng có những đặc điểm như vậy. Bộ trưởng Đồng Sĩ Nguyên thì đằm tính hơn, nhưng cũng có những lúc ông ấy cũng có những tuyên ngôn cũng gay gắt. Đối với ngành giao thông trong thời kỳ chiến tranh, nếu không có sự gay gắt của các bộ trưởng thì không thể có các thành tựu được. Trong trường hợp này, thú vị ở chỗ là những ví dụ mà tôi đưa ra trùng lặp với địa vị đang có của anh Đinh La Thăng. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói với anh là chúng ta đang sống trong một thời đại mà cuộc sống không chỉ cần sự nhanh nhẹn, sự bộc trực, mà trước hết cuộc sống đòi hỏi phải chín chắn. Dân trí bây giờ cao,
dân trí cao không phải là sự thông minh của một vài cá nhân tập hợp lại. Mà dân trí cao là bởi vì thời đại của chúng ta có những phương tiện để tất cả các yếu tố khôn ngoan đều được cung cấp ngay lập tức và có những sự liên kết ngay lập tức bằng các phương tiện truyền thông. Vì thế cho nên, sự chín chắn quan trọng hơn sự nhanh nhẹn hay sự bộc trực. Có lẽ chúng ta thiếu sự bộc trực, cho nên nếu có thêm sự bộc trực thì chúng ta vui vẻ, chúng ta phấn khởi, chúng ta chú ý. Tuy nhiên, cái mà đời sống hiện đại đòi hỏi là sự chín chắn. Vào dịp cuối năm, nếu cần có phát biểu gì thì tôi cho rằng nếu như có thêm sự chín chắn thì hình ảnh của các bộ trưởng sẽ đẹp hơn, sẽ trọn vẹn hơn và có lẽ hiệu ứng chính trị của nó tốt hơn. Hỏi: trước Bộ trưởng Đinh La Thăng thì nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã từng có cách làm mà báo chí thời điểm đó gọi là cách mạng. Có những phát ngôn rất ấn tượng, nhưng dường như điều này rất dễ trở thành con dao hai lưỡi, khi anh đặt ra mục tiêu và cuối cùng thực tế không làm được. Trả lời: đại bộ phận cá nhân các nhà chính trị đều rất ít khi làm được những điều mình muốn, bởi cuộc sống nhiều khi không thuận với ý nghĩ của anh. Cho nên chất lượng của một nhà chính trị trước hết thể hiện ở chỗ anh nắm bắt được cái anh định làm cuộc sống có ủng hộ không, và tại sao cuộc sống lại ủng hộ. Cuộc sống được gì mà ủng hộ những phát biểu của anh, những việc làm hay những ý định của anh. Cho nên tính tương thích, tính phù hợp giữa cái anh định làm với đòi hỏi của cuộc sống là phẩm chất quan trọng số 1 của một nhà điều hành, một nhà chính trị hàm bộ trưởng trở lên. Còn nếu anh nói muốn mà ý muốn của anh nó không thích hợp với năng lực của cuộc sống, với quyền lợi trước mắt của cuộc sống, hay thậm chí là lịch sử khuyết tật và nhận thức của cuộc sống, thì anh sẽ thất bại. Mặc dù có thể cá nhân anh đúng. Có một câu nói của người xưa là: bại binh chi tướng, bất khả ngự dụng. Các nhà chính trị đừng để cho mình trở thành bại binh chi tướng, để không còn cơ hội được sử dụng. Đấy là quan điểm của tôi. Tôi không muốn tiếp cận đến các trường hợp cụ thể trong sự thất bại. Bởi như vậy, tôi có thể hướng sự thất bại mà cuộc sống có thành khuyết điểm cụ thể của một cá nhân. Nói như thế là oan. Lỗi cao nhất mà một nhà chính trị có là anh ta không đoán định được, không đánh giá được, không xấp xỉ được năng lực của cuộc sống, hay anh phản ánh sai cái đòi hỏi của cuộc sống. Tuy nhiên ở đây mới là nói thôi. Nói tức là chưa làm, chưa làm là chưa tốn kém. Trong trường hợp ấy là anh nói sai, anh đoán sai, anh xác định sai, và anh nói to lên thì thiên hạ nghe thấy. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta không nên vì sự thiếu những hành vi bộc trực và minh bạch của các bộ trưởng mà đòi hỏi các bộ trưởng, biểu dương các bộ trưởng thái quá về khía cạnh nói. Vì dù sao một nhà chính trị hàm bộ trưởng là người phải làm và làm bằng sự thông hiểu, bằng sự suy ngẫm một cách chín chắn, một cách thấu đáo những vấn đề mà cuộc sống đặt ra cho một người bộ trưởng. Hỏi: có một điều mà rất nhiều nhà chính trị của Việt Nam từng nói là vướng trên, vướng dưới khó lắm. Tức là ở đây là vấn đề về cơ chế, về cấp trên hoặc về nhận thức của người dân. Tóm lại rất nhiều nhà chính trị có đầu óc cải cách, có những dự định tốt đẹp, nhưng khi đưa vào thực hiện thì hoặc bộ máy cấp dưới không đủ năng lực, hoặc cấp trên không cho phép, người dân không ủng hộ. Hiện tượng đó chỉ tồn tại trong xã hội Việt Nam hay nó là toàn cầu? Và ở trong một câu chuyện vướng trên vướng dưới khó lắm như vậy, thì các nhà chính trị thông minh phải làm như thế nào? Trả lời: không ở đâu trên thế giới có nhà chính trị nào tự do. Một nhà chính trị có toàn quyền tự do để hành động thì đấy là nhà chính trị độc tài. Bản chất của hoạt động chính trị, nhất là hoạt động chính trị với tư cách là nhà quản trị nhà nước, chính là giải quyết các vấn đề của cuộc sống trong sự ràng buộc và kiềm chế lẫn nhau của các lực lượng của cuộc sống. Ở những nhà nước hiện đại, sự ràng buộc và kiềm chế lẫn nhau ấy được cấu tạo trở thành quy tắc nhà nước. Chúng ta nói rằng nhà nước chúng ta là thống nhất. Nhà nước có thể thống nhất, nhưng cuộc sống không thống nhất như nhà nước muốn. Vì thế cho nên, đã là một nhà chính trị thì anh phải giải quyết các công việc của mình trong sự ràng buộc, trong sự ràng mắc, trong việc thu xếp các mâu thuẫn tự nhiên vốn có một cách chính đáng của cuộc sống. Tôi nghĩ rằng truyền thông không nên biểu dương
không nên công bố rộng rãi lời ca thán về sự răng mắc mà các bộ trưởng hoặc các nhà chính trị vẫn tâm sự với giới truyền thông. Bởi đấy là bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh của nhà chính trị là đi tìm sự đồng thuận bằng cách thuyết phục, bằng cách vận động. Còn nếu bằng sức mạnh thì nó trở thành độc tài, mà độc tài thì không phải là nhà chính trị. Khi nào bắt đầu độc tài là chính trị đã chết. Hỏi: vậy với trường hợp của Việt Nam thì những nhà chính trị sẽ phải xác định họ có thể làm được điều gì, làm được đến đâu, còn những điều họ muốn mà không làm được thì đành phải chịu. Trả lời: không phải thế. Làm được càng nhiều càng tốt. Trong sự phức tạp, trong sự trói buộc, trong sự tương tác, trong mâu thuẫn đầy rẫy của cuộc sống, anh làm được càng nhiều càng tốt. Làm càng nhiều thì tài năng của nhà chính trị càng lớn. Càng mềm mỏng, càng vận động được nhiều sự đồng thuận thì tài năng của nhà chính trị càng lớn. Tài năng của nhà chính trị là tập hợp sự đồng thuận theo quan điểm của mình. Hỏi: ở Việt Nam có một xu hướng tương đối phổ biến, đó là khi một nhà chính trị muốn cải cách vấn đề gì đó thì họ sẽ gây dựng ra rất nhiều phong trào, kiểu như những phong trào quần chúng, những khẩu hiệu. Dường như ở đây kỹ năng để xử lý những mâu thuẫn, để đạt được sự đồng thuận như ông nói bằng những con đường đúng đắn và văn minh chưa được thực hiện tốt lắm. Trả lời: tôi nghĩ phong trào là một cách. Khi một đảng chính trị còn thống nhất hay một cơ cấu quyền lực thống nhất thì phong trào trở thành phương tiện để vận động quần chúng. Còn trong một sự phát triển phức tạp, trong một giai đoạn phức tạp của cuộc sống, tôi không nói trong giai đoạn phức tạp trong quan hệ giữa các nhà chính trị và cuộc sống, thì các nhà chính trị mà tạo ra sự đồng thuận với nhau là một trong những biểu hiện cao của bản lĩnh chính trị. Tìm kiếm sự đồng thuận giữa các đồng chí với nhau vẫn tiếp tục là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng cao của nhà chính trị. Tôi nghĩ vẫn phải đi theo đồng thuận. Phong trào là sử dụng để vận động xã hội, vận động quần chúng trong một tập thể chính trị. Còn nếu vận động cho một cá nhân nhà chính trị thì sai. Nhà chính trị nào cũng tạo ra các phong trào của mình thì loạn. Nói tóm lại, lạm dụng phong trào cho những ý tưởng chính trị của một người thì sai. Nhưng của một nhà nước hoặc của một đảng chính trị thì chúng ta cần phải cẩn thận đánh giá trong từng vấn đề một. Những phong trào như vậy, nó tạo ra một sự nhận thức rộng lớn của xã hội đối với lợi ích mà xã hội có. Nhưng không phải lợi ích nào xã hội cũng nhận thức được ngay. Xã hội đôi khi không nhận thức được ngay lợi ích của mình và các phong trào chính trị sẽ chỉ ra lợi ích một cách công cộng. Hỏi: liệu ông có thể tổng kết những phẩm chất mà các chính trị gia ở Việt Nam đang thiếu? Hay nói cách khác, để làm được tốt công việc thì những chính trị gia ở Việt Nam cần có những phẩm chất gì? Trả lời: có lẽ phải nâng cao chất lượng trình độ nhận thức. Trình độ nhận thức là một phương tiện để giúp các nhà chính trị đoán định một cách tương đối chính xác các trạng thái khác nhau của cuộc sống đối với từng vấn đề mà nó phải đối mặt. Độ chính xác về nhận thức, độ chính xác về đoán định của nhà chính trị là tiêu chuẩn số 1. Nhà chính trị càng chủ quan, càng mất uy tín. Ngay cả mới chỉ nói thôi cũng vậy. Lời nói càng chủ quan, càng mất uy tín. Lời nói chỉ phản ánh nguyện vọng của cá nhân anh. Lời nói càng diễn đạt theo dạng chỉ thị, theo dạng mệnh lệnh bao nhiêu, thì độ mất uy tín càng lớn bấy nhiêu. Làm chính trị tức là vận động cuộc sống thực hiện những việc để phục vụ quyền lợi cho chính cuộc sống. Anh không thể ra lệnh cho người ta yêu, mặc dù sự yêu ấy là có lợi. Anh không thể ra lệnh cho người ta thích, mặc dù sự thích ấy có lợi. Anh càng không thể ra lệnh cho người ta làm, mặc dù cái làm ấy có lợi cho họ. Phải vận động thôi. Bản lĩnh quan trọng nhất của nhà chính trị là năng lực vận động xã hội. Và trước hết, phải vận động các đồng chí của mình để tạo ra sự thống nhất chính trị trong nội bộ một tổ chức có chất lượng lãnh đạo. Vì thế cho nên, giữa quyết đoán và đồng thuận thì tôi xếp đồng thuận quan trọng hơn quyết đoán. Tạo ra đồng thuận là bản lĩnh số 1 của nhà chính trị. Quyết đoán chỉ là tính kiên nhẫn của một nhà chính trị trước một số quan điểm, một số đòi hỏi, một số tiêu chuẩn. Nhà chính trị nào cũng cần sự quyết đoán. Nhưng sự quyết đoán bao giờ cũng phải được đóng gói trong sự kiên nhẫn để tìm kiếm sự đồng thuận. Hỏi: ông nói rất nhiều đến vấn đề tìm kiếm sự đồng thuận, nhưng chắc chắn
sẽ không thể nào tìm kiếm được sự đồng thuận 100%. Bởi vì khi một nhà chính trị có đầu óc đổi mới, đầu óc cải cách, thì có nghĩa họ đang tuyên chiến với một trật tự cũ. Khi tuyên chiến với một trật tự cũ, thì họ sẽ tuyên chiến với một số nhóm lợi ích mà bắt buộc phải giải quyết nếu như muốn cải cách. Ở Việt Nam, dư luận báo chí có hiện tượng hơi mừng quá khi họ bắt đầu tìm thấy các nhà chính trị gia dám tuyên chiến với các nhóm lợi ích, chẳng hạn như động thái thay nhà thầu. Trả lời: tôi chưa thấy có nhà chính trị nào của chúng ta dám tuyên chiến với các nhóm lợi ích. Một vài nhà thầu không phải là biểu hiện của nhóm lợi ích. Đấy không phải là tuyên chiến với nhóm lợi ích. Chưa có ai dám tuyên chiến với nhóm lợi ích cả. Chỉ có thể là có mạnh dạn hơn trong các quyết định cụ thể. Hỏi: nhưng để thay đổi thì bắt buộc chúng ta phải làm việc đó. Trả lời: đương nhiên, nhưng người ta không thể phá vỡ sự cân bằng của cuộc sống để làm cái mà mình cho là tốt được. Chắc chắn cái đó là sai. Các nhóm lợi ích có bị tiêu diệt hay không không phải là kết quả của một vài nhà chính trị, thậm chí của cả một đảng chính trị cũng không. Các nhóm lợi ích sẽ tạo ra tội ác nếu lợi ích của nó không phù hợp với đòi hỏi cuộc sống. Và chính cuộc sống sẽ tiêu diệt các nhóm lợi ích, chứ không phải các nhà chính trị. Nhà chính trị nào tự gán cho mình, tự gánh lấy nghĩa vụ là sẽ tiêu diệt các nhóm lợi ích là nhà chính trị liều mạng và không thể làm chính trị được. Các nhóm lợi ích không tự nó xuất hiện. Nó xuất hiện do cuộc sống, cho nên để thu xếp câu chuyện ấy phải đi một cách căn bản, tức là phải để cuộc sống nhận ra tội ác. Các nhà chính trị có thể góp phần làm bộc lộ chân tướng của các nhóm lợi ích, nhưng tiêu diệt nó thì các nhà chính trị không làm thế được. Thế giới có nhiều ví dụ về những chuyện như thế này. Tôi nghĩ là tập hợp cuộc sống một cách kiên nhẫn, hướng dẫn cuộc sống một cách sáng suốt và để cuộc sống làm việc mà nó có nghĩa vụ phải làm. Xã hội có nghĩa vụ dẹp bỏ những thứ đem lại nguy cơ cho xã hội. Các nhà chính trị phải hướng dẫn và lãnh đạo. Cho nên đảng ta nói rằng đảng ta lãnh đạo cuộc sống, nhà nước và xã hội, chứ đảng ta có làm thay cuộc sống, nhà nước và xã hội đâu. Không ai làm được việc ấy cả. Tất cả những ai nghĩ rằng mình làm được mọi thứ là những kẻ liều mạng. Hỏi: từ những gì ông nói thì tôi có cảm giác là đối với cách nhận thức của ông thì vai trò của các nhà chính trị hạn hẹp hơn số nhiều so với sự tưởng tượng về vai trò của họ. Trả lời: tại sao chúng ta lại tưởng tượng ra vai trò ghê gớm của các nhà chính trị? Vì chúng ta tuyên truyền quá lâu về chuyện ấy nên chúng ta tưởng như thế. Và chính vì thế cho nên các nhà chính trị trở thành con tin của trí tưởng tượng. Các nhà chính trị đôi lúc cũng mất cảnh giác, đôi lúc cũng từng rằng mình oai thật như là thiên hạ nói. Tôi không nghĩ thế. Tất cả các nhà chính trị đã từng có cương vị rất cao trong hệ thống của chúng ta khi về hưu đều buồn cả. Tôi gặp khá nhiều người và tôi thấy rất ít người vui. Họ buồn là vì trong lúc đương quyền, họ không làm được những việc họ muốn. Những nhà chính trị nào mà hí hửng rằng tôi làm được nhiều việc khi tôi đương quyền thì đấy là những nhà chính trị chủ quan. Một đảng chính trị thì khác. Chúng ta có quyền tự hào về đảng ta, về chính phủ ta, về nhà nước ta, về những thành tích chung. Sau khi chúng ta cũng phải lờ đi một số thất bại. Nhưng nếu một nhà chính trị cụ thể mà có sự hớn hở kiểu như thế thì chúng ta sẽ phạm sai lầm. Một con người phải kiểm điểm về chính mình, chứ không phải về đảng của mình, về nhà nước của mình, chính phủ mình. Hỏi: nhưng có vẻ như tư tưởng này đã ăn sâu ở Việt Nam. Ngay cả những nhà chính trị cũng tưởng rằng trong nhiệm kỳ của mình sẽ thay đổi vấn đề này. Vấn đề mà đã hàng chục năm, thậm chí là gần 100 năm hay không thay đổi được. Và người dân khi bắt gặp được nhà chính trị có tư tưởng mới, có những phát ngôn mới, những ước mơ mới, họ cũng rất kỳ vọng vào những nhà chính trị đó sẽ tạo ra được sự thay đổi. Trả lời: tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng mọi nhà chính trị chân chính đều cảm thấy rằng mình chưa làm hết được cái mình muốn. Mình chưa làm được tốt nhất cái mình muốn. Mọi nhà chính trị đều có một chút thất vọng.
nhà chính trị sau khi về hưu rồi mà cảm thấy hạnh phúc là người tránh được tất cả những mặt tiêu cực mà cuộc sống vốn quan niệm về công chức, quan chức, về nhà chính trị. Những người trong sạch hạnh phúc hơn sau khi về hưu và cũng chỉ hạnh phúc hơn vì sự trong sạch chứ không phải vì sự thành công. Tôi tiếp xúc với rất nhiều người như thế và tôi đọc được trong ý nghĩ của họ. Không ai trong số họ tự hào rằng mình làm được quá nhiều việc. Và tôi cảnh báo với giới truyền thông một điều là các nhà chính trị tưởng thế hay giới truyền thông tưởng thế. Tôi không nghĩ là các nhà chính trị quá tự hào về những thứ mà họ làm được. Đôi khi vì sự tự hào chung hơn, họ cũng góp phần tự hào của họ làm sáng lên một bó hoa có tính chất tập thể mà vô tình chúng ta hiểu rằng bông hoa họ góp vào nó sáng chói lên. Nếu để ý một cách khách quan thì chúng ta sẽ thấy rằng có một chút khiêm nhường nào đó còn sót lại trong lời nói của các nhà chính trị ở những giai đoạn cuối cùng của họ. Hỏi, chúng ta quay lại vấn đề giao thông. Vấn đề giao thông có lẽ không nằm ở tầm giải quyết của bộ trưởng hay mỗi bộ. Bởi vì vấn đề giao thông, nó là sự đan xen, răng mắc của rất nhiều vấn đề khác nhau. Từ chuyện vốn, chuyện xây dựng, chuyện quy hoạch, ý thức người tham gia giao thông, chuyện hạ tầng, vân vân. Vậy để có thể gỡ nổi vấn đề này, cần thế nào? Trả lời, tôi nghĩ rằng nguyên việc có những vấn đề thuộc về một bộ thì quan điểm đó là sai rồi. Không có vấn đề gì trong cuộc sống là thuộc về trách nhiệm một bộ. Vấn đề giao thông là một vấn đề điển hình của sự không biệt lập của một ngành. Nó là vấn đề xã hội. Và tôi cũng không thấy ngành nào là của riêng một bộ. Lấy ví dụ vấn đề vệ sinh thực phẩm, nó không phải là của riêng Bộ Y tế. Dứt khoát nó không thể là trách nhiệm trọn vẹn của riêng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp hay Bộ Công nghiệp thực phẩm như trước đây chúng ta vẫn có, mà nó là của xã hội. Cho nên ở nhiều quốc gia người ta gọi Bộ trưởng là thư ký nhà nước. Có nghĩa anh là một nhân vật có tính chất tham mưu, một sĩ quan tham mưu cho một viên tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh trong nhiều thể chế khác nhau, có thể khác nhau. Trong thể chế chúng ta chắc chắn, tổng tư lệnh là Thủ tướng Chính phủ. Và Thủ tướng Chính phủ là Bộ trưởng phối hợp, là Bộ trưởng số 1. Ở một số chính phủ như Indonesia, có những chức vụ như là Bộ trưởng phối hợp an ninh, Bộ trưởng phối hợp quốc phòng, ngoại giao, vân vân. Thường thì những bộ trưởng ấy cao hơn các bộ trưởng chuyên ngành và quyền lực của họ tương đương với phó thủ tướng. Chúng ta cũng có các phó thủ tướng như chúng ta sắp xếp theo tỷ trọng chính trị mà không sắp xếp theo tỷ trọng nhiệm vụ. Cho nên các phó thủ tướng chúng ta không phải là bộ trưởng phối hợp và vô tình chúng ta đẩy Thủ tướng Chính phủ trở thành bộ trưởng phối hợp. Thủ tướng Chính phủ buộc phải là bộ trưởng phối hợp của chúng ta trong điều kiện cơ cấu chính phủ của chúng ta hiện nay. Lời giải của đầu ra chỉ có thủ tướng, các bộ trưởng là người giúp việc. Đối với từng vấn đề khác nhau thì vai trò của từng bộ trưởng khác nhau. Vì thế cho nên tôi xin lỗi các anh là không có vấn đề biệt lập và không nên chia cắt các vấn đề của nhà nước theo cơ cấu chính phủ. Cơ cấu của nhà nước và chính phủ phải tuân thủ các đòi hỏi của cuộc sống. Cuộc sống của một nước đang phát triển vẫn còn nhiều vấn đề cơ bản tồn tại. Tức là chúng ta chưa giải quyết hết những vấn đề cơ bản. Cho nên vai trò của Bộ trưởng, của Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện các nước đang phát triển nặng nề hơn nhiều so với Thủ tướng ở một số nước mà về căn bản đi qua giai đoạn đang phát triển rồi. Hỏi, người dân đang kỳ vọng vào vấn đề giao thông sẽ được giải quyết. Theo ông thì vấn đề này có được giải quyết sớm hơn? Trả lời, không có cách gì để có thể giải quyết sớm hơn. Không có tiền và kể cả có tiền cũng không giải quyết được. Hỏi, theo ông thì liệu chúng ta có cơ may nào để giải quyết trong ngắn hạn không? Trả lời, không, chắc chắn là không. Giải quyết triệt để, giải quyết thỏa mãn đến mức mà ai cũng nhìn thấy được là không. Trong cuộc sống cũng không có vấn đề gì có thể giải quyết ngay theo cách mà người ta đòi hỏi. Người ta kỳ vọng, mọi cái đều hợp lý dần dần, đến mức mà hàng ngày người ta không nhận thức được việc thay đổi. Đừng đưa ra những đòi hỏi trái với năng lực thật sự của mọi chính phủ, chứ không phải chỉ có chính phủ chúng ta.
Tôi cho rằng các kỳ vọng một cách chủ quan của cuộc sống đôi khi là gánh nặng của chính phủ. Không nên bắt chính phủ phải chịu đựng những sức ép tâm lý căng thẳng như thế. Hỏi, thế thì vấn đề giao thông sẽ diễn biến như thế nào? Trả lời, nó sẽ hợp lý dần dần. Trong vấn đề giao thông, tất cả các thuật nằm giữa là không có nghĩa lý gì. Bản chất của bài toán giao thông là ý thức của con người về tham gia giao thông. Đó là sự phát triển dân trí. Dân trí không phải là nhận thức ra lỗi lầm chính trị. Dân trí là sự phát hiện ra lỗi lầm của chính mình. Chắc chắn nhân dân sẽ phát hiện ra lỗi lầm của chính mình khi tai họa đã dạy họ những bài học đủ để họ nhận thức. Đấy là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng thứ hai là chúng ta đủ tiền để đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Và cái đấy cũng chỉ có được khi chúng ta ý thức về đô thị hóa là gì và tìm ra được con đường đúng đắn nhất để tiếp cận với khái niệm đô thị. Tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay là kết quả của những quan điểm sai lầm về đô thị hóa. Chúng ta tạo ra các mega city. Tất cả những quan điểm ấy là những quan điểm sai. Chúng ta không biết hiện đại hóa nông thôn, không biết phân tán con người ra để tạo ra một mật độ sống phù hợp. Tất cả các nước đều đi qua những giai đoạn sai lầm. Bởi vì ít tiền, cơ sở hạ tầng tốt thì được đầu tư vào đô thị và nó thu hút con người đến đó. Tất cả các dòng di dân từ phương Đông sang phương Tây, từ các nước lạc hậu sang châu Âu, sang Mỹ là kết quả của đô thị hóa. Bởi vì xét trên phạm vi toàn cầu thì châu Âu và nước Mỹ là đô thị. Hỏi, theo ông thì vấn đề giao thông ở Việt Nam sẽ được giải quyết khi nào mà tự xã hội nhận thức ra nó và vấn đề đó không được giải quyết bởi các chính sách? Trả lời, chính sách bao giờ cũng có. Nếu không thì tồn tại nhà nước và chính phủ làm gì? Có chính sách, nhưng chính sách ấy không bằng mọi giá, không gây căng thẳng cho cuộc sống. Bởi vì chúng ta phải giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cả đời. Và cuộc sống mà căng thẳng bằng chính sách cả đời, thì chính phủ sẽ tự chuốc vào sự khó chịu của đời sống đối với chính mình. Và như thể là chính phủ không khôn ngoan. Làm sao để có một quan điểm phải chăng, khách quan và khoa học về chuyện này và giải quyết nó trong những năng lực vốn có của cuộc sống? Hỏi, tôi thấy rất khó bởi vì vấn đề giao thông ùn tắc như thế này. Tai nạn như thế này thì nhân dân cũng rất bức xúc. Các đại biểu quốc hội cũng bức xúc. Giải quyết bằng các biện pháp mạnh tay một chút như giảm giờ làm, phân làn cưỡng bức cũng lại tạo ra bức xúc. Trả lời, đúng thế, tất nhiên con người có nhiều bức xúc. Những bức xúc đôi khi mâu thuẫn với nhau. Có bà vợ hiền lành, ra đường dễ bị mất cắp thì chúng ta bức xúc rằng bà ấy đần quá. Nhưng nếu có bà vợ khôn ngoan quá, không ai lấy được của bà ấy mà chỉ có bà ấy lấy của thiên hạ thì cũng gây ra bức xúc. Cuộc sống bao gồm các bức xúc đôi khi trái ngược, mâu thuẫn nhau. Người tài là người sống chung với những bức xúc và cân đối được nó. Chúng ta không có cách gì làm ngay. Đừng đòi hỏi anh Đinh La Thăng phải giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc giao thông. Thực ra chúng ta có thể có cảm tình với anh ấy, nhưng chúng ta đã khoác lên cổ anh ấy một gánh nặng mà anh ấy không có khả năng giải quyết. Chắc chắn là đến khi nào anh Đinh La Thăng rời khỏi Bộ Giao thông thì nó sẽ vẫn ở trong một trạng thái không giải quyết được một cách triệt để chuyện gì liên quan đến ùn tắc giao thông cả. Tôi đã có khoảng 15 năm làm việc tại ngành giao thông. Nó ùn tắc ngay từ những năm tôi còn làm việc ở đấy. Chúng ta đã từng ùn tắc xe đạp. Tôi đã từng phải vác xe đạp lên đầu để cùng vợ tôi thoát ra khỏi đám đông ùn tắc. Và bây giờ là ùn tắc xe máy, ô tô. Vấn đề nó không phải sai ở chỗ là nhiều xe quá. Chúng ta nhiều người quá thì nhiều xe quá. Nếu thay ô tô bằng xe máy thì chúng ta đã từng có ùn tắc xe máy. Thay xe máy bằng xe đạp thì chúng ta cũng đã từng ùn tắc xe đạp. Vấn đề là gì? Vấn đề nằm bên ngoài Bộ Giao thông. Đấy là các quan niệm của chúng ta về đô thị. Cái đấy giải quyết được. Giải quyết bằng cách kéo giãn cuộc sống ra. Đưa các trường đại học ra khỏi thủ đô là một cách giải quyết. Hạn chế những công trình cao tầng ở trong trung tâm là một cách giải quyết. Nhưng cái đấy không nhận thức một lúc được. Đã có thời kỳ mới mở cửa, chúng ta không ý thức được
tôi đã từng làm với anh Trịnh Hồng Triển, với anh Nguyễn Lân về chuyện này. Chúng ta đã từng thảo luận về chuyện này, nhưng sau đó do sức ép của phát triển kinh tế, sức ép của kinh doanh, sức ép của đất đai mà chúng ta buộc phải tảng lờ. Bây giờ chúng ta thấy tảng lờ không được, thì chúng ta phải quay trở lại quy hoạch cuộc sống. Quy hoạch cuộc sống trước hết là quy hoạch mật độ tập trung dân cư. Chúng ta phải xây dựng một hệ thống quan niệm khác. Hỏi, theo ông tất cả những việc đó phải làm dần dần? Trả lời, tất cả mọi cái đều phải dần dần. Chúng ta không có trường học thì giãn đô thị ra bằng cách nào? Chúng ta vẫn phải đưa con vào nội thành để học, tối đến lại ra ngoại thành để ở. Tóm lại, đây là một sự quy hoạch cuộc sống rộng lớn, nằm bên ngoài hầu hết các lĩnh vực của ngành giao thông vận tải. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng, đẩy anh Đinh La Thăng vào một vị thế buộc phải chịu trách nhiệm về những lời nói vốn dĩ do tích cực mà nói ra trong sinh hoạt quốc hội gần đây là chúng ta hại anh ấy. Hỏi, theo nhận định của ông, phải mất bao nhiêu năm nữa để giải quyết được cơ bản vấn đề giao thông? Trả lời, có những đô thị người ta chất dại sai lầm kéo dài và không ra khỏi sai lầm được như Bangkok. Bangkok càng ngày càng ùn tắc, càng ngày tải trọng trên 1 mét vuông đất đai ngày một nặng lên. Do đó, nó đang lún. Người ta tính mỗi một năm lún đến 10 mấy cm. Coi chừng thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ như thế. Coi chừng Hà Nội cũng thế. Chúng ta chỉ thấy tắc trên bề mặt mà chúng ta chưa thấy tắc cả chiều dọc trục dép. Chúng ta chưa thấy rằng mọi công trình thoát nước nằm bên dưới lòng đất Hà Nội này sẽ bị bể gãy bởi tải trọng nó phải gánh do nhà cao tầng bên trên. Tất cả những vấn đề ấy sẽ diễn ra. Tôi chưa thấy ai đặt ra vấn đề nghiên cứu những chuyện như thế. Câu hỏi anh đặt ra là chúng ta phải nhận thức từ từ. Nó không phải là nhận thức từ từ. Nhận thức bằng suy ngẫm khoa học thì có thể nhanh, nhưng nhận thức nhanh từ một bộ phận để biến nó thành nhận thức của xã hội thì lại khác. Và nhận thức của xã hội khi nó đồng thuận, đến khi nó thống nhất với năng lực của xã hội để giải quyết vấn đề ấy là một chuyện khác nữa. Chúng ta, những người làm chính trị, những người làm quản lý nhà nước là những người hành hương trên một con đường dài mút chỉ và buộc phải suy nghĩ cho đến khi chết, chứ không phải chúng ta nghĩ xong rồi thì vui thú, điển viên. Không có nhà chính trị nào trên thế giới này vui thú điển viên cả, kể cả trong tiểu thuyết cũng không có. Công tước Nikolai Bolkonsky, một nhân vật rất quan trọng trong chiến tranh và hòa bình. Mặc dù về hưu cũng có điển viên, nhưng hàng ngày vẫn cáu bẳn về những sai lầm của các nhà chính trị diễn ra ở St. Petersburg. Một nhà chính trị chân chính không có điển viên, dù họ có nói ra điều ấy như Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng nói. Trên thực tế, anh ấy cũng không có cái vui thú ấy đâu. Đôi khi, để cho thư giãn, để động viên những người bức xúc, thì các nhà lãnh đạo cũng nói như thế. Nhưng các nhà lãnh đạo của chúng ta phải nhớ rằng, có một quan tòa luôn luôn rình rập các vị ấy. Đó chính là lịch sử. Lịch sử ghi chép từng câu nói một, chụp ảnh từng hành vi một. Tôi với tư cách là một người đứng ngoài chính trị đưa ra một thông điệp có chất lượng tư vấn như thế. Anh Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.